Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcơ. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, phải thập giá mình và theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta đi được cả thế giới mà phải bị mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà lấy mạng sống mình? Vì có người sẽ gửi đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thỉnh phạt ai nấy sứ việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiện trị. Đó là lời Chúa. Chúng ta đã cưới rất là mong rằng anh xin được nghe lúc từ người
Thế mà rất là những cái vui, những lúc vui hơn, những lúc buồn, những lúc đau quý, bệnh tật thì có một số người từng tuần, hai tuần, tháng, nhưng có một số người mong cuộc nghe từ đầu và đi tìm những cái điều niềm vui khác để lại cái giá, để lại những cái điều mà mình không thích cho người khác cảnh. Những người con gái của mình, người ta nói là một người mẹ nghèo, có thể nuôi được 10 đứa con đã là thành tài, nhưng mà những 10 đứa con sau khi lập gia đình ở nhà cửa không thể nuôi được mẹ già. Chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một điều cảnh tỉnh cho chúng ta khi chúng ta đang được lễ và lắng nghe lời Chúa, để chúng ta xem được cái lời Chúa nó có đáng mừng chúng ta không. Chúng ta có từ bỏ không? Chúng ta có bác thật giá của mình là thầy chú anh không? Đó là những điều thị phi hoặc là những cái cơn đau yếu bệnh tật xảy ra trong chúng ta, trong đời của chúng ta. Ước gì khi anh nghe lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta dần dần cởi bỏ, từ bỏ những cái thói hư tật xấu của mình, cờ bạc, rượu chè, số đề, mua sắm, những cái điều có thể làm chúng ta xa Chúa, và chúng ta biết mang thân gia của mình, đó là những đau khổ, những gì mà không hay xảy ra trong cuộc sống gia đình của chúng ta, trong cuộc sống của chính mình.